chào mọi người. Mọi người sẽ cùng mukbang cùng hai mẹ. Mukbang là ăn nghe chưa? Là hai mẹ con của nữ ca sĩ Hồ Lệ Mỹ sẽ ăn uống. Và Mỹ sẽ bỏ cái ly xuống đất hệ. Mình ăn nè, bỏ nước vô nè, đó, còn mình thấm nước nè, đó, mình thấm nước cái bắt đầu gói cho ăn nè, nè, mẹ ăn trước con ăn sau nghe chưa, bắt đầu mày gấp cá nè, đây nè, cá nè mày gấp nghe chưa, gấp bên đây đi, gấp cá, mẹ ăn, ngon lắm mọi người. Người ăn cùng với nữ ca sĩ Hồ Lệ Mỹ nha. Hồ Lệ Mỹ là ưa ăn mà thèm ăn lắm nghe chưa. Đây, ăn cùng với nữ ca sĩ Hồ Lệ Mỹ nè, cá nè, ăn ngon nè. Gấp dưa ăn nè, đó nghe chưa. Đó, mẹ ăn trước con ăn sau nghe chưa. Đây, Hồ Lệ Mỹ ăn nè, giùm Hồ Lệ Mỹ ăn nè. Ngon. Nói cho mớ. Mẹ ăn trước con sao? Ngon quá. Ăn cùng với mẹ nghe con ha. Mẹ ăn con ha. Ngon quá con ơn. Công nhận cái thịt cá nướng ăn rất là ngon. Cá nướng, cá tươi là mình nướng lên là ăn rất là ngon luôn. Nè mọi người nhìn nè, chấm tí nước mắm. Đây là món của miền Trung nha. Ăn rất là ngon, cá tươi, ăn ngon lắm. Trước khi ăn là cho miếng ớt cho miệng rồi. Ăn xong là bỏ miếng ớt vô nha. Ngon. Ngon lắm mọi người ha. Nhưng mà món này là ăn mà từ từ thôi, đừng có ăn nhanh quá. Ăn nhanh mau hết. Ngon lắm mọi người ạ. Và mình sẽ thưởng thức một món này nữa. Thưởng thức một món cá sơn này. Cá sơn này là mắc tiền lắm đó. Mấy trăm ngàn một con là nó. Chứ không phải là rẻ đâu, không phải mấy chục ngàn như cá bình thường đâu. Như mọi cá bình thường đó là mình mua mấy chục ngàn về mình ra ngoài chợ mình nướng mình ăn. Nhưng mà cá này rất là mắc tiền. Hôm nay nữ ca sĩ Hồ Lệ Mỹ được ăn một cái món như đây là cũng thèm ăn lắm mới được ăn đó. Ca sĩ ngồi một mình ăn buồn quá, có thêm người bạn vô ăn nữa, ăn đón vui. Hai đứa chấm nước sơn này là mắc tiền như hồi nãy là ca sĩ nói rồi đó. À, tươi, vừa tươi mà nướng xong là thèm ăn làm nghe cái mùi đã lắm. Mùi vị của cá sơn thì đã lắm, tươi xanh. Tươi xanh nghe bà con nghe. Bà con quý vị khán giả nghe. Ăn cùng với nữ ca sĩ Hồ Lệ Mỹ nghe. Ăn vô rất là ngon. Hương vị đậm đà khó quên của miền Trung nghe. Bà con cô bác nghe. Quý vị khán giả nghe. Hồ Lệ Mỹ mà ăn xong là Hồ Lệ Mỹ là sung sướng cuộc đời. Chưa bao giờ mà thấy ăn được cá nướng nha. Ăn ngon lắm này, cùng với nữ ca sĩ Hồ Lệ Mỹ thưởng thức một món cá hải sản của miền Trung nha. Ngon lắm. Ăn mà mình thấy nó thấm tới cổ. Mà cảm giác quá hả. Chưa bao giờ mà nữ ca sĩ Hồ Lệ Mỹ mà có được tiền mua một con cá nướng như đây, nói thiệt luôn. Toàn là sự hỗ trợ của bà con cô bác không mất. Mọi người thấy không? Ăn mà cái view quá trời đẹp luôn. Nhìn này, khung cảnh rất là hữu tình. Ngồi ăn mát và có bên cạnh người bạn. Ăn không có gì cảm xúc bằng khi mình ngồi ngoài biển mà mình ăn cá nướng như đây. Trời ơi, đã dễ sợ luôn. Hồ Lệ Mỹ ăn vô tù Hồ Lệ Mỹ thích dễ sợ luôn. Ngon lắm. Mọi người thấy không? Đá rất là ngon. Quay cái miệng ha. Em đi ăn. Tô này chấm nước mắm đây này, tô này nè. Ngon lắm tô này. Mọi
mọi người ơi. Mọi người biết không, cá rất là ngon, ngọt. Trong nướng á, nó có đầu tư, mình nướng này rất là ngon. Ăn để nhìn ra ngoài biển. Một ăn cái chi mà nhìn ra ngoài biển là tới vui rồi. Trời ơi, ăn mà có bia nè. Ngồi bên cạnh có nam ca sĩ Tony vừa mới ở bên Cali về. Hai đứa ăn rất là chill, rất là ăn rất là chill. Bà uống cũng chill. Bây giờ là mình thoải mái rồi. Mình khi sau khi mà mình quay xong mình ta cảm thấy chill, mình ba người ngồi ăn rất là tuyệt vời. Cảm giác ba chị em cùng nữ ca sĩ Hồ Lệ Mỹ nè, bên đây là ca sĩ Tony nè, còn bên đây là fan hâm mộ nè. Idol fan hâm mộ của nữ ca sĩ Hồ Lệ Mỹ và nam ca sĩ Tony nè. Vừa mới ở Hải Ngoại về đó. Với Mỹ nè, một miếng cá rất là tươi xanh. Ngon chưa? Bà con thấy tươi không? Bà con có bác thấy tươi không dùm nè. Tuyệt vời luôn. Và sau đó là miếng cuốn này nó mới ngon nè. Và bên này hồi nãy là chưa có cuốn bún nè. Bây giờ này cho một miếng bún nè. Ủa lại bị chấm. Bị chấm cái này thấm lắm. Ăn cái này là vô là nó thấm thiết lắm. Chứ phải như họ đâu. Nè dồn nè ăn nè. Ngon. Cái này mà thật sự có bún vô ăn cùng với cá. Ngon. Ngon không? Rất là ngon. Cá bò hòm thì quá ngon. Ừ. Nói chung cả hai cái mụn ngon. Yo. Yeah.